một cái anh ra cái bên kia đi, cái này nó cao. Đem lại một cái thư giải cho đi khách 95.000 phép ha. Rồi đi nha, chuẩn bị nha. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rất đơn giản, đi thẳng đập thẳng là có quà thôi. À, giúp là một bà tài chơi vui, đem lại một đem thư giãn cho du khách ở xa về tham quan phố cô Hội An. 5.000 thôi. Tôi cho biết một bà tài chơi dân gian, sự thức vui. 1, 2, đó, đi lại, đi lại, đi lại, đi lại, đi lại. Không được giờ, không được giờ. Tống là phải đi lại, biết cách lưu ý. Nếu là trúng rồi đó, đi thẳng tới là đập cái bạc là trúng đâu, được cái là nó sẽ trúng nhiêu lại liền. Đi nhanh tới là đập mạnh tới là có quà. Tới một bố nữa, tới một bố nữa. Đập, đập. Kéo lên, kéo lên. 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 Kéo lên, kéo lên.